Thực hư chuyện Ngọc Trinh và Khắc Tiệp sang Úc chụp ảnh cưới. Thông tin Ngọc Trinh và Khắc Tiệp âm thầm sang Úc chụp ảnh cưới đang khiến khán giả không khỏi xôn xao. Chiều ngày 2 tháng 8, Khắc Tiệp đã thực hiện một clip livestream trên trang cá nhân về hậu trường chụp hình cưới với Ngọc Trinh tại Úc và khiến dư luận ngay lập tức dậy sóng. Ngay sau đó, Ngọc Trinh và nhà thiết kế Đỗ Long cũng đăng tải hình ảnh hậu trường lên trang cá nhân. Trước hành động này của Khắc Tiệp, Ngọc Trinh và nhà thiết kế Đỗ Long, nhiều khán giả không khỏi tò mò về thực hư buổi chụp hình. Nếu như rất nhiều khán giả mong muốn đây sẽ là buổi chụp hình cưới thật sự, thì không ít người lại cho rằng đó chỉ là bộ ảnh PR cho bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Đỗ Long. Một số sao Việt như ca sĩ Lệ Quyên, Quỳnh Nga cũng để lại bình luận clip mà Khắc Tiệp đăng tải với hàm ý vui đùa. Chính vì thế mà phần đông khán giả tin tưởng rằng đây chỉ là buổi chụp hình cho bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Đỗ Long mà Ngọc Trinh và Khắc Tiệp đảm nhận. Đặc biệt trong clip livestream mà Khắc Tiệp đăng tải, anh cũng sơ ý nói rằng bộ váy cưới nằm trong bộ sưu tập mới nên càng giúp thông tin này chắc chắn hơn. Hiện tại, Ngọc Trinh và Khắc Tiệp cùng ekip đang ở Úc nên chưa có câu trả lời gì cho sự việc này. Hot, Khắc Tiệp và Ngọc Trinh âm thầm ra nước ngoài chụp hình cưới. Thông tin này đang khiến khán giả không khỏi bất ngờ và hoang mang về độ xác thực. Mới đây, Khắc Tiệp đã thực hiện một clip trực tiếp trên trang cá nhân ghi lại hậu trường chụp ảnh cưới với Ngọc Trinh tại Australia. Trong clip đăng tải, Ngọc Trinh và Khắc Tiệp rất vui vẻ khi chụp hình cùng ekip, mặc dù thời tiết tại đây đang rất lạnh. Clip này cũng khiến dư luận hết sức hoang mang, nhiều người còn cho rằng đây chỉ là bộ ảnh để quảng bá bộ sưu tập mới nào đó mà Ngọc Trinh và Khắc Tiệp cũng đảm nhận chứ không phải hình cưới như những gì Khắc Tiệp chia sẻ. Khắc Tiệp và Ngọc Trinh tình cảm hết mức khi chụp hình cưới. Khắc Tiệp không ngại tạo dáng lãng mạn bên Ngọc Trinh. Được biết, Khắc Tiệp và Ngọc Trinh đã cùng dàn chân dài Venus sang Australia tham gia tiệc VIP của cuộc thi Miss Áo Dài Việt Nam 2017 với vai trò khách mời từ ngày 1 tháng 8 vừa qua. Chính vì vậy, rất có thể cả hai đã tận dụng khung cảnh đường phố Australia để chụp hình cho bộ sưu tập mới. Hoài Lâm dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh. Hoài Lâm chính thức dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh. Đây được xem như động thái tốt cho cặp đôi trai tài gái sắc. Mới đây, nam ca sĩ Hoài Lâm bất ngờ xuất hiện cùng bạn gái 9X tại một quán ăn. Cặp đôi khiến khán giả bất ngờ khi lấy xe hộp tiền tỷ. Tại đây, cả hai thể hiện những cử chỉ vô cùng tình cảm, vui vẻ chụp hình cùng đàn chị Thu Trang. Hoài Lâm và bạn gái 9X diện đồ đôi trong lần xuất hiện lần này. Đặc biệt, đây cũng được xem như lần đầu tiên Hoài Lâm ra mắt bạn gái 9X xinh đẹp với bố nuôi Hoài Linh sau khoảng thời gian bố nuôi chưa đồng ý chuyện tình cảm của cặp đôi. Hoài Linh ăn mặc đơn giản, áo bà ba màu hồng, vui vẻ trò chuyện cùng cặp đôi Hoài Lâm, thậm chí bạn gái 9X thân thiết ôm Hoài Linh. Hành động này chứng tỏ Hoài Lâm đang được bố nuôi ủng hộ chuyện tình cảm. Ngô Thanh Vân tái hợp người tình Johnny Chí Nguyễn. Sau 10 năm kể từ dòng máu anh hùng, cặp đôi trở lại bên nhau cùng chỗ tài võ thuật. Đã nữ Ngô Thanh Vân trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong bộ phim Võ Thuật Giả Tưởng cùng bạn diễn Johnny Chí Nguyễn. Trong loạt ảnh hậu trường dự án mới có tựa đề tạm thời là Sứ Mệnh Người Được Chọn, Ngô Thanh Vân xuất hiện trong trang phục cá tính với hình tượng mạnh mẽ. Đạo diễn Hàng Trần, người tạo nên thành công của các phim điện ảnh Âm Mưu Dài Gót Nhọn, Đoạt Hồn, Siêu Trộm, Bạn Gái Tôi Là Sếp, là người chỉ đạo bấm máy bộ phim này. Dự án phim điện ảnh mới là cơ duyên để Ngô Thanh Vân trở lại bên người tình màn ảnh Johnny Chí Nguyễn sau 10 năm kể từ khi cả hai đóng chung Dòng Máu Anh Hùng. Bộ phim hợp tác này cùng thuộc thể loại hành động giống như dự án trước đó. Nếu như Dòng Máu Anh Hùng là tác phẩm đưa tên tuổi cả hai lên cao, thì đây lại là bộ phim đánh dấu sự trở lại của hai người khi đã có vị trí trong làng điện ảnh Việt. Ngô Thanh Vân không chỉ giữ vai trò nhà sản xuất phim, cô còn phát triển nhiều kế hoạch. Chính vì kịch bản ấn tượng, nên ngay sau khi nhận lời mời và tham khảo kỹ lưỡng, đã nữ đã quyết định tham gia vào dự án này. Ngoài Ngô Thanh Vân, dự án hành động Sứ Mệnh Người Được Chọn
còn có gương mặt trẻ khác như Soobin Hoàng Sơn, Will, Bảo Anh, Xuân Vũ. Ekip sản xuất không tiết lộ nhiều về nhân vật do Ngô Thanh Vân đảm nhiệm, nhưng loạt ảnh hậu trường rò rỉ cho thấy cô sẽ có cơ hội thể hiện nhiều pha hành động. Hình ảnh về trang phục khá nam tính, cộng với đạo cụ đao kiếm cho thấy đây hẳn là một vai diễn thuộc sở trường võ thuật của Ngô Thanh Vân. Trước dự án này, Ngô Thanh Vân đã gắn liền với biệt danh đã nữ màn ảnh Việt. Cô tham gia nhiều tác phẩm ăn khách thuộc thể loại hành động như Dòng Máu Anh Hùng, Bảy Rồng. Ngô Thanh Vân còn là diễn viên Việt Nam hiếm hoi được mời đóng một số phim điện ảnh Hollywood. Sau vai diễn nhỏ trong Ngoại Hổ Toàn Long 2, cô góp mặt trong Rise, Star Wars The Last Jedi. Ngô Thanh Vân và Johnny Chí Nguyễn gắn bó trên màn ảnh sau những dự án chung. Trong thời gian sau khi đóng chung phim năm 2007, hai người vướng tin đồn phim giả tình thật. Sau một thời gian vào năm 2016, Johnny Chí Nguyễn lần đầu tiên chia sẻ về mối tình 4 năm với diễn viên Nhung KT. Về phía Ngô Thanh Vân, cô vẫn là một trong những bóng hồng tài năng nhưng lẻ bóng trong showbiz Việt. Hậu tin đồn hẹn hò, Cường Đô La đã công khai tán tỉnh Đàm Thu Trang. Bình luận thả thính Cường Đô La dành cho Đàm Thu Trang càng khiến fan thêm tin vào nghi vấn cả hai đang bí mật hẹn hò. Sau gần 2 năm yêu nhau đầy sóng gió, đầu tháng 7 năm 2017, Hà Vi xác nhận đã đường ai nấy đi với Cường Đô La. Sau đó không lâu, tin đồn Cường Đô La đã có tình mới dấy lên trong cộng đồng người hâm mộ. Đặc biệt cô gái này chính là Đàm Thu Trang, chân dài từng tham gia Vietnam Next Top Model năm 2010. Đáp lại tin đồn tình cảm, cả Đàm Thu Trang và Cường Đô La đều giữ thái độ im lặng. Tuy nhiên trong chia sẻ mới nhất của Đàm Thu Trang, từng cũ Hạ Vi cũng không ngần ngại để lại bình luận thả thính, thu hút đông đảo sự chú ý từ phía cư dân mạng. Ngay sau khi Đàm Thu Trang đăng tải dòng trạng thái, chẳng cần biết thân nhiều hay ít, quan trọng lúc bạn cần họ. Bạn có nhìn thấy họ không? Cường Đô La ngay lập tức trả lời, thấy anh là đủ rồi. Không những thế, bình luận thả thính của Cường Đô La còn được Đàm Thu Trang công khai hưởng ứng. Chính vì thế, nhiều fan cho rằng tin đồn cả hai bí mật hẹn hò là có thật. Hé lộ khối tài sản khủng của Trường Giang, Nhã Phương khi về chung nhà. Trường Giang, Nhã Phương sẽ sở hữu khối tài sản kết xù, khiến ai nấy cũng thầm ghen tị nếu họ về chung nhà. Những ngày gần đây, tin đồn rạn nứt giữa Trường Giang và bạn gái Nhã Phương đang làm xôn xao dư luận. Trước thông tin này, nam danh hài chính thức lên tiếng khẳng định rằng không bao giờ có chuyện anh sẽ buông tay Nhã Phương. Thậm chí, nam danh hài còn thừa nhận đã chụp ảnh cưới, cũng như có kế hoạch chuẩn bị cho hôn lễ rồi. Trường Giang, Nhã Phương đang là một trong những cặp đôi khiến khán giả mong ngóng về chung một nhà nhất showbiz. Trước đó, khi hình ảnh mặc đồ cưới của cả hai xuất hiện khắp trên các mạng, làm cho người hâm mộ nôn nóng hơn, vốn kín tiếng trong chuyện đời tư và không thích khoe khoang. Vì thế, ít ai biết Trường Giang và Nhã Phương đang sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Cả hai đều là nghệ sĩ đắt sâu trong làng giải trí Việt. Trường Giang xuất hiện với tần suất chóng mặt trên sóng truyền hình, các sân khấu, chương trình lớn nhỏ. Nhã Phương lại là gương mặt điện ảnh sáng giá. Ngoài đóng phim, cô còn tham gia đóng quảng cáo, gương mặt thương hiệu. Vì thế, mức thu nhập của cả hai từ công việc là không hề nhỏ. Khi về chung một nhà, cả hai sẽ có một khối tài sản kết xù mà ai cũng mong muốn có được. Từng có tuổi thơ thiếu thốn bằng sự chịu khó, bền bỉ lao động trong hoạt động nghệ thuật, Trường Giang, Nhã Phương đều đã sắm được nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Với thu nhập hiện tại, Trường Giang đang sở hữu 2 chiếc xe hơi, một chiếc màu đỏ trị giá gần 2 tỷ đồng. Và một chiếc xe hơi 7 chỗ màu trắng được bạn trai Nhã Phương vừa mua trong năm 2016 để phục vụ đi diễn. Mới đây, Mười Khó vừa khoe căn biệt thự rộng lớn ở Phú Quốc có giá 15 tỷ đồng. Nhiều người còn nói đùa rằng Trường Giang tậu biệt thự để cưới vợ. Sau phim 18 cộng, cháu gái Mr. Đàm muốn đóng thêm cảnh nóng với trai đẹp. Tuy nhiên, đạo diễn lại không chiều theo ý của nữ diễn viên.
tối ngày 31 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo ra mắt MV đầu tay của nam ca sĩ trẻ Alan Thanh Tú đóng cùng với nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm. MV mang tên Baby Don't Come Back được đầu tư lớn và có sự tham gia của nhiều gương mặt được quan tâm gần đây như Ngọc Thanh Tâm, Hải Triều, BB Trần. MV nói về mối tình đầy ngăn trái của cặp đôi Thanh Mai Trúc Mã do Alan Thanh Tú và Ngọc Thanh Tâm thủ vai. Vì là MV đầu tay nên Alan Thanh Tú cảm thấy nhiều áp lực. Tuy nhiên với kinh nghiệm của một diễn viên chuyên nghiệp, Ngọc Thanh Tâm đã dễ dàng giúp Alan Thanh Tú bắt kịp cảm xúc và mạnh dạn hơn, nhất là ở những cảnh tình cảm. Tại buổi họp báo, Ngọc Thanh Tâm xuất hiện trong bộ váy trắng đơn giản nhưng không kém phần gợi cảm. Sau thành công của bộ phim 18 cộng Đảo Của Dân Cư Ngụ, Ngọc Thanh Tâm ngày càng quyến rũ. Trước câu hỏi sao cảnh nóng trong MV lại quá nhẹ nhàng, mặc dù trước đó Ngọc Thanh Tâm đã gây chú ý với nhiều cảnh rất táo bạo ở Đảo Của Dân Ngụ Cư, cô cho biết Tâm sẵn sàng đóng cảnh nóng nếu đạo diễn cho phép, chứ tự nhiên kịch bản không có mà mình xin thì cũng kỳ. Ngọc Thanh Tâm cũng chia sẻ thêm, Tâm và Tú cũng mới biết nhau không lâu, tuy nhiên vì tính cách vô cùng dễ thương, tinh thần học hỏi cao và đặc biệt là tình yêu âm nhạc rất lớn, nên cô không ngần ngại nhận lời làm nữ chính trong MV lần này.